quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Tôi Yêu Việt Nam. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và cho mình xin một like nhé. Cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá món ngon, điểm đến và những trải nghiệm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Tôi Yêu Việt Nam. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và cho mình xin một like nhé. Cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá món ngon, điểm đến và những trải nghiệm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Tôi Yêu Việt Nam. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và cho mình xin một like nhé. Cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá món ngon, điểm đến và những trải nghiệm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Tôi Yêu Việt Nam. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và cho mình xin một like nhé. Cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá món ngon, điểm đến và những trải nghiệm. Đây là cái cây cái quả, quen là cái quả vị chua chua ở ngoài Bắc này. Tự nhiên lại mình quên, quả nhót, đúng rồi. Đây là cây nhót này các bạn. Nhót ở trên đỉnh núi Chua Chan. Năm ngoái thì nó ra trái. Nó ra trái, trái chín thì hoài mình vật được mấy trái. Hôm nay không ra. Đây là cây nhót nha. Hết mùa rồi, mùa nhót qua rồi. Rồi là mình đi hôm nay là 31 tháng 3 thì đi nó không còn nữa. Bao cả cái vùng này luôn. Dưới kia nó nhìn thấy nó thò ra kia cao kia. Nó đấy, nó trên những cái cây cỏ ấy, rất là cao. Này là nhốt dại, nhốt nó của người ta bỏ ra đây, quả hạt ra rồi nó mọc. Nó mọc rất nhiều. Đây chắc là một gốc thôi, gốc nó lan được cả vùng. Nó mãi đi trong kia rồi. Mình thấy ở trong có cây rất là to, cũng không thấy trái cây nhót à, nhót nó tỏ ra cho cây khác bò lên, không thấy trái. Nó may khô hạn nhưng mà cái mạch nước vẫn còn, cái hồ sinh hoạt đánh dấu là hồ sinh hoạt nữa. Ở trên bản đồ cái hồ nước vẫn còn, vẫn trong trong mát. Vị trí cây nhót nữa ở gần trên đỉnh rồi, gần tới đỉnh, đây là gần tới đỉnh rồi. Cột điện này là cột 124, cột 124. Có cái đằng đá ở dưới cái cây chay, chay hôm nay cũng không ra trái. Cái cây chay ở dưới thì mình thấy nhiều trái, cây chay này không ra trái. Cây nhót, vị trí nhót ấy, nó nằm ở cái dưới cái đằng đá, dưới cái đằng đá cây chay. Còn kia ở đây quá trời rơi chân rết, nó bò nó leo nó mọc ở tất cây lúc đầy luôn, khô rồi. Toàn chân rết thôi. Chân rết này thì tốt cho những người bị thời hoa đốt sống, chỉ về xương không, về đốt sống mang về ngâm rượu hoặc là uống sắc, uống hơi khô đi uống. Ở đây có cái xương ngọc núi rồi, cái vùng này nhiều quá. Rồi các bạn, vật được một lắm nhót, nhót rừng, cây này nó mọc ở mãi dưới khe đá, nó ra trùm một cái khu này. Nếu mà mùa kia thì cây nó rộng lên thì không biết được, đến cái mùa khô này nó thò ra được, nó ra trái, nó chín rồi, chín đỏ rồi. Quý thính giả xem tiếp chương trình sau quảng cáo, cảm ơn. Thuốc quý trong vườn.
Tôi đã bắt đầu kênh này với một tầm nhìn đơn giản. Tạo ra một nơi mà bạn có thể ghé thăm bất cứ khi nào bạn muốn ngồi xuống và thư giãn. Học hỏi và chia sẻ những cây thuốc quý ngay trong vườn nhà bạn. Cây thuốc quý ngay trong chậu kiểng nhà bạn. Thuốc quý ngay trên đường bạn đi qua hàng ngày. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng chúng tôi chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe và để lại phản hồi. Nó là động lực mỗi ngày cho tôi. Sự truyền cảm hứng để tôi làm thêm nhiều clip mới. Chúc bạn có một ngày hoặc một buổi tối tuyệt vời. Thuốc quý trong vườn. Website thuốc quý trong vườn.com. Fanpage Thuốc quý trong vườn.